Đích thân bà Marito thông báo, bà con gái của ca sĩ Phi Nhung chính thức tham gia Thúy Nga Paris by Night 136. Trên trang chính chủ của mình, bà chủ trung tâm Thúy Nga đã đăng tải màn giới thiệu những nghệ sĩ sẽ có mặt trong số tiếp theo của chương trình Paris by Night. Điều đáng chú ý ở đây chính là sự xuất hiện của ba nghệ sĩ trẻ Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, bà cô con gái nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Ngay sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, đông đảo khán giả tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Vì việc để các con gái có mặt tại sân khấu của trung tâm Thúy Nga cũng là một trong những ước mơ lớn của ca sĩ Phi Nhung khi còn sinh thời. Ba cô con gái cũng từng lỡ hẹn tại số trước đây vì không xin được visa bởi lý do dịch bệnh. Tuy nhiên hiện tại, mọi thứ đã được kiểm soát, nên việc cả ba ca sĩ trẻ sẽ được góp mặt trong số 136 sẽ là một cơ hội lớn, một bước ngoặt mới trong sự nghiệp ca hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết pin rồi nè. Hết pin rồi mọi người ơi. Chúa cha của con được sống.